Chị hai vậy là giống mày á. Ờ biết không? Mà cái cặp em á thì tắm rửa thì tắm lâu y chang mẹ vậy đó. Thôi bây giờ là hai hai chị bắt tay cái coi. Bắt tay nó, bắt tay nè. Chị nói trước ở nha. Đi thì đi sao rồi vậy nha. Mày gì quá phải coi chồng tao à. Mấy cái video chị á mẹ nó khóc. Gì hả? Thấy tội nghiệp chị hai. Chị hai nói ra nhiều lắm nhưng mà chị hai chỉ thích một số người quay thôi phải không Ly? Đó, như anh tí hết à, nhất là tí kể. Ờ à, tí kể coi. Hai anh khô nha. Ừ. Rồi ai nữa? À, cô chú anh chị quý vị cho các bạn nè, hiện tại thì hai chị em Ly đang ngồi ở đây là Ly và bé Phong. Ngày Ly Ly kể chuyện hồi nhỏ đi, Phong hồi nhỏ sao dễ thương không Ly? Hồi nhỏ thì em thấy nó đen lắm. Đen hả? Em đẹp trai bị đen. Mà đen chứ mà có chấm đâu. À, chấm chơi. Cái này mà gọi là chấm hả? Chai chân giò chấm bị vậy hả? Thôi, em chạy một cái tụi bơ kinh đó. Chị bé tin chạy chạy vừa vừa thôi. Ai nữa mày chạy cho cố không chị? Ừ, đúng để, rồi để. Chạy vừa thôi đó, ngồi đi con, ngồi đi con. Ê, ngồi đi cũng ngồi chứ. Ừ, đúng rồi đó, chú đang quay đó. Hồi nhỏ là Phong, là Phong đen hả? Hâu lâu có trắng hả Ly? Trắng không? Có đen không mày, chứ nó có trắng mấy nhào trắng. Nhưng mà lớn thấy trắng hay Ly ha? Lớn chắc ở trong nhà không mày, chỉ trắng ra. Ừ. Thấy chưa em trắng à. Ừ. Ở trong nhà mày chưa trắng, mày đi ra ngoài mày trắng không? À, nó chưa. Em Phong lau cho mày, chị Ly đó. Hai cấm cái điều này nè. Nói chuyện với họ, nói chuyện với người hai với nói chuyện. Hả? Nhưng mà không nhất là chị hai không có được nói chuyện với người ta. Được chưa? Người lạ hả? Người lạ cũng được nói chuyện đó chứ. Ừ, có nghĩa là mình không biết người ta tốt hay xấu phải không Ly? Ừ. Mình nhiều lần rồi không nghe. Mẹ có dặn rồi nó không bao giờ nó nghe. Vậy hả? Nó mất máy, nó nói chuyện gì đâu không. Ừ. Rồi mà Ly có hay gọi điện thoại lên thăm Phong không? Không, chừng nào mà nó điện á. Nghe. Ừ. Không có điện. Ừ. Phong có hay gọi điện thoại về để hỏi thăm chị Ly không? Dạ. Ngoại điện rồi. Ngoại điện phải không? Dạ. Ngoại điện cho Phong nói chuyện với chị Ly phải không? Dạ. Ừ. Không có nói chuyện với chị Ly đâu. Ừ. Chị nha, mẹ mà không có dặn nào mà nói chuyện á. Chị hả? Em có Facebook đồ điện. Nè, em mới cài Facebook à. Mới cài Facebook. Cái chuyện họ mày điện nè, cái chuyện họ kia chị. Mày nợ mày Facebook mày tên gì biết không? Tên là Trần Phong. Trần Phong. Phong, à, Phong vô đây ngồi đi con. Vô đây ngồi nè. Vô đây ngồi với chị hai. Đó. Đó. Em có ba hình lắm, nhiều hình lắm. Nè nhìn hai chị em của Ly với Phong cũng giống giống nhau nè, thấy chưa? Đó, giống đấy ha, đó. Đó. Ly hồi nhỏ Ly rất là thương em đúng không Ly? Ừ. Thương lắm. Con nó nhiều hơn. Ừ. Chị xuống coi, chị xuống coi chắc mình gọi Ly nó. Giống mẹ em chắc rồi. Giống mẹ em á. Chóc gì nè, chân lại. Chị hai vậy là giống mẹ á. Ờ. Đúng không? Mà cái cặp em á thì tắm rửa thì tắm lâu y chang mẹ vậy đó. Thôi, mẹ tắm lâu quá rồi. Không, chắc chưa cỡ năm một khúc gì. Thôi, bây giờ em đi kỹ rồi. Cô Ba Nhi mẹ tắm cũng lâu chứ bộ. Hả? Mày hỏi á, chị Ba Nhi của mày á. Cái gì chị đi mất, chị yêu cha rồi. Ừ, mà tắm thì lâu lắm. Y chang mẹ vậy đó. Đúng, giống chị hai rồi ha. Chị hai tao tắm ít nha, chứ tao mới tắm nhiều nha. Ừ, đó. Hai tắm nước nóng chứ không phải tắm nước lạnh. Nước lạnh, để em xiết được rồi. Xiết để đàng hoàng. Ủa, cái sai sai ra. À, xếp lại cho chị hai đi. À. Này nó xanh, nó đớt rồi. Ừ. À. À, xếp được không Ly? Thấy em xếp được không? Cũng được. À, cũng được đó, thấy chưa? Má yeah, thấy chưa nè. Rồi là Phong về đây ở luôn hay là vài bữa con lên Sài Gòn lại con? Dạ, chắc lâu lắm á. Vậy hả? Dạ. Vậy là về đây sống chung với chị hai luôn phải không? Không, sống, sống ở nhà con mất, con ở nhà chảnh. À, ở nhà chảnh phải không? Dạ. Ừ. Cũng gần đây phải không? Dạ, ở đây luôn rồi. Ừ, ở đây luôn phải không? Dạ. Ở đây luôn thì lâu lâu mình ghé qua chị hai chơi. Ừ. Ủa, chú gì hai con có sao? Ừ, chú ở xa.
Ừ, chú quá xa lắm, lâu lâu chú mới lên đây được một lần. Chắc nhiều người quay vậy lắm ha. Nhiều lắm luôn Heli ha. Nhiều lắm á. Luôn á. Người nè, nè, chị hai nói nha, nhiều lắm nhưng mà chị hai chỉ thích một số người quay thôi phải không Ly? Như anh kể rồi. Ừ. Ai nữa? Anh Phương nữa, anh Phú với anh Phương nữa chưa. Cảm ơn Ly nè. Mới lúc đầu thì ai lại thì cũng chuyện nói chuyện á. Ừ. Rồi lúc sau lại thì quen thì đi mấy chị nói chuyện. Chứ còn mới vô thì thôi. Cái này gì chú? Chú lên đi. Cái đó mấy cái vỏ dừa con, mấy vỏ dừa, trái dừa nhỏ nó lọt xuống đó. Nó bung ra. Rồi hồi nhỏ đó Ly, hồi nhỏ nè Phong nghe chị Ly nói chuyện nè nghe. Rồi đó hồi nhỏ mà Ly gu Phong ngủ, Phong dễ ngủ không Ly? Cũng dễ. Cũng dễ phải không? Ừ. Đút sữa là dễ uống không? Khó. Khó. Không thì không bị nó không có nhấp. Mà đút cái lỗ cái gì thì nó đút cho nó thì nó uống được. Còn nó không bao giờ mới uống sữa bình. Vậy hả? Bởi vì tập cho nó uống. Nó không uống được. Vậy hả? Giờ mới biết uống sữa bình. Tập còn uống chết. Nhưng giờ chắc em uống sữa bình chắc ngục lắm ha. Lớn rồi uống sữa hộp rồi đúng không? Đó. Sữa hộp chị hai cho hoài gì? Chị hai cho hoài gì thấy em chưa có, vậy? Em chú ơi, em uống sữa chai, uống sữa chai được không? Sữa chai hả? Dạ. Cũng được thôi. Dạ. Sữa chai sữa hộp cũng được. Nước cam được không chú? Được. Quay cái tay. Quay cái tay vô. Chị vẽ cho cây ngang đụng xe ra luôn. Đụng xe ra. Hai chú gì mà nhắn gì vậy? Rồi đứng ra hỏi rửa gụng luôn. Phong á là chị Ly thương Phong cho nên chị Ly mới dạy Phong á nha. Phong cũng nghe lời chị Ly nha. Dạ. À, vậy thì chị Ly mới vui. Mấy cái clip chị á mẹ nó khóc. Vậy hả? Thấy tội nghiệp chị hai. Vậy hả? Có khóc nữa hả Phong? Thấy mấy chú quay clip về chị hai rồi Phong thấy tội nghiệp chị hai Phong khóc hả? Thấy chưa Ly, là Phong rất là thương Ly, thương chị đó nghe Ly. Thôi bây giờ là hai chị em bắt tay cái coi. Bắt tay nè. Chị nhớ trước rồi nha. Đi thì đi sau rồi đây nha. Mày đi quá phải coi chồng tao à. Con dắt cái cây nè chị. Đi ra ông mẹ ngắm hoài. Cái chị nhỏ khói mà. Hai chị em rất là dễ thương luôn. Khó quá. Khó quá. Đây với hai vợ, hai má hai nhỏ. Nhỏ. Nhỏ giống chị hai xíu. Thay chị hai nhỏ dễ thương chứ bộ. Dạ. Nhỏ nhắn xinh xắn. Hả? Gái mạnh mẽ. Mạnh mẽ, chị hai mạnh mẹ lắm đó. Chị Thảo quýnh chị Hảo là nhiều nhất á. Không, quýnh một tay mà đá không à. Đá. Ông chị Thảo với ăn một tay. Chú, đợi rồi uống nước đi. Uống nước đi. Chị Thảo vô ngồi ghế nè. Tới chị Thảo tiếp nè Ly. Đây nè. Đó, chị Thảo là con mèo đó Ly. Giờ con mèo sao Ly? Giờ con mèo là bây giờ nó thua mình không phải không Ly? Mình lấy cây xử. Xử. Mèo. Bây giờ con chuột con đi, không làm mẹ đâu. Giờ không đâu có hai con chuột được phải không Ly? Trong phim là chỉ có một con chuột thôi. Đó. Bây giờ ví dụ như bây giờ con mèo nó ăn hiếp con chuột ra hiệu sao để con chó chạy lại nè cứu nè. Ra hiệu sao Ly, ra hiệu coi. Đó, bây giờ con chó tới đây đó. Đó. Chưa dễ thương chưa? Con mèo á thì bổ hổ mà mắc cờ nó mới chạy. Nó bẻ nó lấy chân nó đập cái con chó chịu luôn. Rồi thật sự thì lâu lâu thì Vương xuống đây thăm Ly một lần, tại nhà cũng hơi xa nhưng mà anh em gặp rất là vui vẻ luôn á, rất là trò chuyện rất là vui luôn. Bây giờ cái ông Phong ra vậy.
Đó. Đây này âm chai phong ra nè, đó, nhai cái gì kìa. Đi hoài. Không có quay, con ra đi ngồi chơi nè. Nó quay. Mày đứng chỗ chơi á, mình đắp tao hả? Lại đi không thấy nha. Hành lý rút á. Cột lại, ok. Cháu vậy, cháu xin nhân đỏ lại. Cháu xin nhân đỏ luôn. Giải quyết xin nhân đỏ. Giải quyết xin nhân đỏ luôn. Đó, xin nhân gà. Bán xin nhân đỏ trúng. Đúng, chính xác. Đó, thấy chưa? Mà xin nhân đen mới là người bán trúng xin nhân đỏ. Chiên ông vàng bị chửi quá. Thấy còn chú? Thấy. Thấy đang quay nè. Vừa quá, vừa quá, vừa quá luôn. Để hôm nay là có em trai em trai của Ly về nè. Chị Ly cũng rất là vui luôn nè. Nãy cho giờ. Con bà chiên nhân xanh đi. Xanh chấm mập đi. Xanh nước biển. Lâu lâu thì Phong mới về thăm chị Ly lần cho nên chị Ly rất là con vui luôn. Rồi bây giờ siêu là nhân mình đó, siêu nhân thấy chưa Ly, chị Ly là siêu nhân luôn đó nha Phong. Không có siêu nhân đen luôn. Rồi bây giờ mình à, đúng rồi. Đúc cây sao? Anh họ anh ba thầu là siêu nhân đen. Vậy hả? Đúng rồi, siêu nhân bình nhẫn. Rồi, anh là siêu nhân gì Ly? Siêu nhân nước biển. Cho nước biển cho mạnh. Nước biển là siêu nhân đen đó. Màu vàng. Màu vàng hả? Màu vàng đúng rồi. Màu vàng có vẻ màu vậy. Thì hai là siêu nhân vàng mà. Mà cái quần nó là khác. Cái quần giống này nhưng mà màu màu năm màu cái gì lộn. Rồi bây giờ mình chào cô chú anh chị nha Ly ơi. Bye bye. Yeah. Hẹn gặp lại trong clip sau nha.